Còn mới đây thì trên mạng xã hội có chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam shipper bị hành hung ngay giữa đường phố, khiến cho nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Theo chia sẻ thì sự việc xảy ra tại quận Bình Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy là một nam thanh niên mặc đồng phục giao hàng bị nhóm ba người đàn ông quay lại bên đường. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy nằm ngổn ngang, chiếc xe của nhân viên giao hàng được dựng bên đường. Trong lúc xô xát với nam shipper, nhóm người này còn dùng gậy gấp khúc đánh vào người nạn nhân, sau đó quay lại xe máy định bỏ đi. Nhưng mà khi nam shipper đứng dậy thì lại tiến lại chỗ chiếc xe máy của mình, lại bị nhóm người này lao vào chửi bới và đấm túi bụi. Chứng kiến sự việc trên, một người dân đã tập trung theo dõi và quay lại clip và lên tiếng can ngăn.